bằng chứng Hot Boy đóng MV của Hòa Minzy, Yun Trần hẹn hò với Emily là sự thật 100%. Hiện tại, Hot Boy Quốc Anh và Emily vẫn chưa lên tiếng về thông tin này. Thế nhưng nếu thực sự cả hai là một cặp thì chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của nhiều người vì quá xứng đôi vừa lứa. Trên một fanpage bất ngờ đăng tải hình ảnh được cho là hot boy Trần Quốc Anh, nam chính trong MV Rời Bỏ của Hòa Minzy, đi ăn cùng với Emily trong quán tại đường Đồng Khởi. Theo đó cả hai đã có những cử chỉ vô cùng tình tứ, hiện tại người trong cuộc chưa lên tiếng về thông tin này. Trần Quốc Anh thường được gọi là Yun Trần, anh chàng nổi bật với chiều cao 1m86, gương mặt nam tính, điển trai. Quốc Anh đang trở thành gương mặt sáng giá trong làng mẫu Việt. Hiện cậu là sinh viên cao đẳng du lịch Hà Nội. Mới đây, hot boy này cũng gây chú ý khi tham gia casting The Face 2018. Trước khi đóng MV Rời Bỏ của Hòa Minzy, hot boy này cũng từng đảm nhiệm vai trò nam chính trong sản phẩm âm nhạc của Emily. Nếu thông tin trên là thật, có lẽ chuyện tình cảm của Quốc Anh và Emily sẽ được fan ủng hộ vì họ quá xứng đôi và vừa lứa. Rồi chỉ hình ảnh Subin Hoàng Sơn vui vẻ đi ăn cùng bạn gái tin đồn giữa ồn ào chia tay. Mặc cho các fan đang xôn xao về tin đồn chia tay, nam ca sĩ và người yêu tin đồn vẫn vui vẻ xuất hiện bên cạnh nhau. Mới đây trên trang Facebook của quản lý Subin Hoàng Sơn đã đăng tải bức ảnh ghi lại khoảnh khắc khá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz Việt cùng đi ăn uống với nhau. Tuy nhiên điều đáng nói ở đây, trong bữa tiệc này còn có cả sự xuất hiện của bạn gái tin đồn của Subin Hoàng Sơn, Tóc Tiên và Toliver giữa nghi vấn chia tay vẫn ngồi bên cạnh nhau. Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng trong chuyện tình cảm, Subin Hoàng Sơn bị đông đảo khán giả đặt nghi vấn đang bí mật hẹn hò với một cô gái sở hữu ngoại hình vô cùng xinh đẹp. Dù liên tiếp lộ nhiều hình ảnh, bằng chứng hẹn hò, nhưng người trong cuộc vẫn giữ im lặng. Chưa một lần lên tiếng xác nhận hay phủ nhận tin đồn hẹn hò. Quản lý của Subin Hoàng Sơn cũng từ chối trả lời về chuyện riêng tư của nam ca sĩ. Subin Hoàng Sơn và bạn gái tin đồn liên tục bị fan bóc phốt vì diện đồ đôi. Cả những khoảnh khắc gần gũi trên phố đi mua sắm chung cũng bị xuất hiện trên khắp các diễn đàn. Nhiều thông tin bên lề cho biết bạn gái Subin Hoàng Sơn đang sống tại Hà Nội, cả hai bắt đầu tìm hiểu và hẹn hò được vài tháng nay. Mới đây, cư dân mạng đã tinh ý phát hiện Subin hủy theo dõi bạn gái trên Instagram. Cô gái trẻ còn thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái tâm trạng trên trang cá nhân của cô, kiểu tha dừng lại còn hơn sai lầm, rồi sau đó nhanh chóng xóa đi. Những động thái của Subin và cô gái trẻ đã làm dấy lên tin đồn rạn nứt tình cảm. Với việc đưa nhau đi ăn và ngồi cạnh như thế này đã xóa tan nghi vấn Subin Hoàng Sơn vừa chia tay bạn gái. Phát hiện Miu Lê, Gil Lê thả thính nhau đầy tình cảm trên mạng xã hội. Cả hai đã dùng những từ ngữ viết tắt, ẩn ý, nhưng người hâm mộ đã tinh ý nhận ra mọi người hiện đang rất thích thú với hình ảnh này trên mạng xã hội. Dù liên tiếp vướng phải nghi vấn hẹn hò, nhưng cả hai chẳng ai lên tiếng xác minh mối quan hệ giữa họ. Thời gian gần đây, sự việc Chibu và Gil Lê đã không còn mối quan hệ thân thiết như xưa đã xuất hiện dày đặc trên khắp các diễn đàn. Bên cạnh đó, còn nhiều hình ảnh cho rằng Chibu đã có bạn trai mới, xóa tan nghi vấn hẹn hò đồng giới với Gil Lê. Chưa dừng lại ở đó, Gil Lê cũng vướng phải tin đồn có mối quan hệ thân thiết với Miu Lê. Sở dĩ, mọi người đặt ra nghi vấn như vậy vì cả hai bỗng dưng thân thiết và thường xuất hiện bên cạnh nhau trong các chuyến du lịch. Gil Lê diện đồ đôi, phi vu Hàn Quốc cùng Miu Lê và Duy Khánh. Gil Lê, Miu Lê đi siêu thị ở Thái cũng bị ghi lại. Mới đây nhất, các fan còn phát hiện ra cả hai đang thể hiện tình cảm với nhau trên story Instagram. Dù chẳng đăng tải gì rõ ràng, nhưng mọi người đều tinh ý nhận ra và bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn. Khi Miu Lê viết tắt ACTEK thì Gil Lê lại phản hồi gật gật. Đặc biệt, ACTEK được dịch ra anh có thương em không? Và ngay sau đó Gil Lê nhanh chóng hồi đáp. Người hâm mộ hiện đang rất phấn khích cách cả hai ẩn ý như thế này. Dù chưa biết tin đồn hẹn hò có phải thật hay không, nhưng mức độ thân thiết và đi du lịch cùng nhau nhiều như thế này thì chắc chắn tình cảm của hai người đang tăng đều. Họ còn tựa đầu nhau tình tứ trên giường, Miu Lê gây chú ý khi đính kèm trạng thái, cảm xúc khi được yêu. Tuy nhiên, mối quan hệ này ra sao thì vẫn chưa ai khẳng định được điều gì. Hiện tại, khán giả đang rất nôn nóng để biết đáp án chính xác từ hai nhân vật chính. Á hậu Tú Anh tổ chức đám cưới vào tháng 7, ông xã là tình cũ của Văn Mai Hương. Mới đây, một nguồn tin thân cận của Á hậu Tú Anh cho hay cô chuẩn bị làm đám cưới vào tháng 7 với một thiếu gia người Hà Nội. Người hâm mộ còn bất ngờ hơn khi biết hôn phu của Tú Anh không ai khác chính là người yêu cũ của Văn Mai Hương. Theo đó, Tú Anh sẽ lên xe hoa vào ngày 21 tháng 7 sắp tới. Hiện tại, rất nhiều người thân và bạn bè cả hai đã nhận được thiệp mời. Tú Anh cùng vị hôn phu đã đi chụp ảnh cưới cách đây 2 tuần tại một resort sang trọng ở Nha Trang.
Trước đó, những hình ảnh thân mật của Á hậu Tú Anh và Philip Nguyễn khiến cộng đồng mạng dấy lên nghi vấn hẹn hò giữa hai người. Cụ thể, người đẹp thường xuất hiện tại các sự kiện có sự góp mặt của đại gia đình nhà Philip Nguyễn. Tuy nhiên, sau đó Tú Anh có đính chính thông tin rằng mình không hẹn hò với Philip Nguyễn. Tôi nghĩ là trai chưa vợ, gái chưa chồng tìm hiểu nhau là chuyện bình thường. Chuyện này đâu có xấu, anh ấy rất dễ thương, nhưng thực ra tôi vẫn chưa có số điện thoại của anh ấy, Tú Anh chia sẻ. Nói về thông tin Tú Anh sắp cưới, ông xã tương lai của cô là gương mặt khá quen thuộc với người hâm mộ bởi anh từng là người yêu cũ của ca sĩ Văn Mai Hương. Chàng trai này là người đã khiến Văn Mai Hương từ bỏ sân khấu để ở bên cạnh. Anh là thiếu gia nổi tiếng Hà Nội, sinh năm 1994, hiện đang là thanh tra xây dựng. Cũng trong khoảng tháng 11 năm 2017, Á hậu Tú Anh từng để lộ bức ảnh thân mật chụp cùng người yêu cũ của Văn Mai Hương. Bức ảnh đăng tải vào cùng thời điểm trước khi Văn Mai Hương công khai chuyện chia tay, khiến người hâm mộ không khỏi nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai. The Face 2018 gây chú ý với dàn hot boy điển trai. Mùa 3 The Face Việt Nam chỉ mới bước vào vòng casting, nhưng với loạt thí sinh nam sở hữu ngoại hình nổi bật cùng sự quan tâm từ công chúng, chương trình đã trở nên nóng hơn bao giờ hết. Sau hai mùa thành công nhưng cũng lắm thị phi, The Face chính thức trở lại với một phiên bản mới, tạo thêm cơ hội cho phái mạnh, cùng bộ ba huấn luyện viên và host được thay đổi hoàn toàn. Qua các ngày tuyển chọn ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, người hâm mộ thích thú khi chứng kiến hàng loạt mỹ nam nổi tiếng đến dự thi. Nhà thiết kế Trương Thanh Long. Ngay từ những ngày đầu tiên công bố thí sinh, chuyện Trương Thanh Long góp mặt tại The Face 2018 đã là thông tin làm nhiều người bất ngờ. Bởi ai nghĩ, một nhà thiết kế, kim người mẫu, diễn viên và stylist có nhiều năm kinh nghiệm lại muốn quay về vạch xuất phát khi tranh tài cùng các đàn em ít hơn cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Trước nhiều thắc mắc của dư luận về sự lựa chọn thi thố ở The Face mùa 3, Trương Thanh Long không ngần ngại trả lời. Cuộc thi không có quy định về tuổi, bản thân tôi cũng thế, thế thì tại sao không? Bên cạnh đó, anh còn tự tin khẳng định, tôi không đến The Face chỉ để thi người mẫu. Được biết, Trương Thanh Long đã 35 tuổi, là một trong số những thí sinh lớn tuổi nhất chương trình năm nay. Dù vậy, đối với anh, tuổi tác chỉ là con số và không ảnh hưởng gì đến khả năng thể hiện giữa dàn đối thủ khác. Và quả vậy, trong thử thách chụp hình đầu tiên khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhà thiết kế này đã để lại điểm nhấn với cách tạo dáng chuyên nghiệp và biết khai thác điểm mạnh hình thể. Anh hứa hẹn sẽ là một ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất The Face 2018. Nicolai Đinh. Không phải là gương mặt quá xa lạ với showbiz Việt khi cái tên Nicolai Đinh được lên sóng với tần suất dày đặc nhờ vai anh chàng bị bỏ bùa trong MV Bùa Yêu của Bích Phương mới phát hành hồi tháng 5 2016. Tuy nhiên trước đó, anh đã đốn tim hàng ngàn fan nữ qua lần xuất hiện trong các video âm nhạc đình đám như Sau Tất Cả của Eric, Người Anh Từng Yêu Rất Sâu Nặng của Hương Tràm, Thời Hạn Của Tình Yêu của Mr. Siro, sắp tới là Như Là Yêu Mới Lần Đầu của Em Ly. Ngoài ra, nghệ sĩ sinh năm 1995 còn từng đảm nhận vai phụ trong bộ phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè và ghi dấu ấn tại Việt Nam Next Top Model 2013, tuy không giành được giải cao như kỳ vọng. Mang vẻ đẹp lai Nga, chiều cao 1m92 cùng ngoại hình săn chắc với nụ cười lãng tử, Nicolai Đinh được đánh giá là thí sinh sáng và có đông đảo fan tại The Face 2018. Nhiều khả năng anh sẽ là gương mặt vào sâu trong mùa giải này. Song song đó, việc bạn gái tin đồn của Nicolai Đinh là Lâm Á Hân cũng dự thi chắc chắn sẽ là đề tài được chú ý xuyên suốt show. Brian Trần, Trần Đắc Lộc. Cũng giống như Nicolai Đinh, Brian Trần không phải là gương mặt mới của Vbiz và đang nhận được rất nhiều sự quan tâm sau vai nam chính trong MV ca nhạc Queen Đóa Hoa Hồng của Chibu. Xuất thân từ làng mẫu và từng sải bước catwalk tại nhiều sự kiện lớn, nên thần thái cùng phong cách thời trang của anh dễ dàng nổi bật trong số các thí sinh nam tại The Face 2018. Không chỉ nổi tiếng với vai trò người mẫu, Brian Trần còn được yêu mến với công việc diễn xuất đa dạng. Từ nhân vật đồng tính trong phim điện ảnh Sài Gòn Anh Yêu Em, chàng trai quyến rũ qua các phân đoạn nóng bỏng của MV Yêu Năm hay nam sinh trong MV Mơ của Vũ Cát Tường đều được anh truyền tải một cách khá trọn vẹn. Quyết định thi The Face, Brian Trần một lần nữa cho thấy nhiệt huyết làm việc không ngừng nghỉ ở mình, ở mọi lĩnh vực, cũng như cá tính muốn thử thách bản thân của anh. Jun Trần, Trần Quốc Anh. Khá trùng hợp là Jun Trần cũng mới được hâm nóng tên tuổi khi là bạn trai của Hòa Minzy trong MV Rời Bỏ, ra mắt cách đây hơn một tháng. Chàng trai sinh năm 1998 khá quen thuộc với công chúng vì có gia tài kha khá và diễn trong MV và là người mẫu ảnh cho nhiều nhãn hàng thời trang. Anh cũng từng xuất hiện trên các trang tin vì nghi án hẹn hò với Em Ly sau lần hợp tác trong MV Cho Em Luôn Gần Anh. Nổi bật với chiều cao 1m86, gương mặt nam tính, điển trai cùng style trẻ trung, Jun Trần giống Brian Trần khi thường xuyên bị nhầm lẫn là người Hàn Quốc. Thậm chí không ít người còn suýt tưởng anh là tài tử hoa ngữ Trung Hán Lương trong một vài góc chụp.
Ít ai biết rằng, Jun Trần từng tham gia Việt Nam Next Top Model 2014 khi chỉ mới 16 tuổi và dừng chân rất sớm. Hiện tại, anh đang là sinh viên cao đẳng du lịch Hà Nội.